hai tàu chiến Mỹ chở tên lửa hành trình tới vùng biển gần Iran. Viện Hải quân Mỹ USNI thông báo hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gonzales DDG-66 và USS Faun DDG-74 đã đi qua eo biển Hormuz để tiến vào vịnh Ba Tư vào chiều ngày 16 tháng 5. Đây là hai tàu chiến chở các tên lửa hành trình Tomahawk của Hải quân Mỹ. Các nguồn tin quốc phòng cho biết hai tàu khu trục Mỹ di chuyển mà không gặp bất kỳ thách thức hay sự quấy rối nào từ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, mặc dù căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang leo thang trong những tuần gần đây. Hai tàu khu trục USS Gonzales và USS Faun đang tới gần các tàu chiến khác được Mỹ triển khai từ đầu tháng nhằm đối phó với điều mà Mỹ gọi là mức độ sẵn sàng gia tăng của Iran trong việc tiến hành các hoạt động tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ và lợi ích của Mỹ. Tuy vậy, hiện chưa có bằng chứng nào chứng minh cho nhận định của Washington. Việc triển khai hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã củng cố thêm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng biển gần Iran. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln chở theo các máy bay ném bom chiến lược đã hiện diện sẵn sàng ở ngoài khơi Oman. Trong khi đó, tàu tấn công đổ bộ USS Kearsa cũng có mặt tại vùng biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm 16 tháng 5. Ngoài ra, các máy bay ném bom B-52 cũng bắt đầu các chiến dịch không quân từ căn cứ của Mỹ ở Qatar. Mặc dù vẫn khẳng định không gây chiến với Iran, song Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh sơ tán các nhân viên không làm nhiệm vụ quan trọng tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và Lãnh sự quán ở Erbil. Theo USNI, trong trường hợp Mỹ có ý định tấn công quân sự Iran từ ngoài biển, phương án tốt nhất là tiến hành tấn công từ ngoài vịnh Ba Tư để giữ cho Hải quân Mỹ tránh tầm bắn của tên lửa diệt hạm Iran. Iran gọi các động thái của Mỹ là chiến tranh tâm lý, đồng thời cho biết nước này sẵn sàng đối phó với bất kỳ động thái gây hấn nào. Tuy nhiên, Iran không xem chiến tranh với Mỹ và các đồng minh của Washington là một phương án thành đạt. Theo RT, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.